Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Mão và cách cải vận. Tuổi Mão mạnh mẽ, lãng mạn, quân tử lương thiện, thích giúp đỡ những người xung quanh và khá là cứng đầu là các đặc điểm của người tuổi Mão hoặc người sinh tháng Mão. Tuổi Mão quân tử cố chấp cao, quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Mão, tháng sinh có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm đào hoa cực đoan rất là cao. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi, linh hoạt giỏi ứng biến. Tuổi Mão nếu mệnh ngày sinh thuộc thiên can nhâm hoặc quý là có sao quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Có xuất hiện các con giáp Dần Thìn hoặc là Hợi Mùi trong lá số là cực kỳ dư mộc. Làm sao để thay đổi vận tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống. Trong ngôi nhà của bạn nên có ánh sáng và không khí trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh khuyết hay còn gọi là mệnh thiếu. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng sinh cho một phần tính cách, các bạn có thể tìm hiểu thêm mệnh ngày sinh. Video này giới thiệu về con giáp Mão, ứng nghiệm với ai sinh năm Mão hoặc sinh tháng Mão vào khoảng 6 tháng 3 cho đến 5 tháng 4 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phongthuykhaitoan.com, mục tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện những điều thú vị của bản thân. Phần sau video sẽ trình bày về tuổi Mão và các tháng sinh. Ở người tuổi Mão, phần lớn thích sự lãng mạn và đẹp đẽ, họ thích được yêu chiều, có khả năng tình dục mạnh mẽ. Đa phần người tuổi Mão thích sống đông vui cùng nhiều người thân, không thích sự cô độc lẻ loi. Người tuổi Mão có một số cá tính khá là cứng đầu, sống lạc quan, hòa nhã, tự do tự tại, lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Tuổi Mão là một trong tứ mật mã cực đoan, rất là cố chấp, tượng trưng cho cây cối sinh tươi tốt vào mùa xuân. Phần lớn những người tuổi Mão đều ưa thích các điều huyền diệu và kỳ bí. Một số người quá thần bí khiến những người quen khá là đáng sợ. Những người tuổi Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không mâu thuẫn. Nhiều lúc họ trở nên rất là bảo thủ, vì điều này khiến họ dẫn đến là người cố chấp cao độ. Về tình duyên, người tuổi Mão đa phần là yêu đương rất là ý tứ rõ ràng, thích lãng mạn. Các cô gái tuổi Mão trong tình yêu họ thường thể hiện lặng lẽ và trong sáng, đa phần chung thủy không lăng nhăng. Đàn ông tuổi Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra tâm lý của họ cũng rất là yếu đuối lẫn nhạy cảm. Họ thông cảm với những người nghèo khó và bất hạnh, luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Với sự ân cần và dịu dàng của mình, những anh chàng tuổi Mão được nhiều cô nàng để ý. Anh chàng này khá là hiền lành, không thích đấu khẩu, nhưng chạm tới lòng tự trọng thì họ cũng khó cho qua, vì họ rất là tự ái. Trong giới hạn có thể, người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Tuổi Mão sẽ chỉ hướng về một người duy nhất, họ chung thủy với mối tình của mình. Khi đã lập gia đình, người tuổi Mão vẫn giữ được thái độ dịu dàng và ân cần với những người xung quanh và người yêu. Họ sẽ không bao giờ để vợ con và những người thân trong gia đình của mình phải chịu thiệt thòi hoặc là thiếu thốn. Nữ tuổi Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động và cử chỉ rất là ý tứ. Họ khá phóng khoáng, rộng lượng với bạn bè và những người thân. Họ dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm đến những người thân xung quanh họ. Đặc biệt, họ hết mực yêu thương chồng con. Các cô nàng tuổi Mão có đôi mắt khá là tinh tế và thẩm mỹ. Họ rất hiểu tâm lý những người khác. Vì vậy, họ luôn là một người vợ đảm đang, là cánh tay đắc lực cho chồng con của mình khi cần thiết. Tuy nhiên, khi họ cho là đúng thì họ vô cùng cố chấp. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Mão hợp với Hợi Mùi hoặc là Dần Thìn và lục hợp với Tuất. Cách dùng tam hợp lục hợp này chỉ là tham khảo, nên ứng dụng theo mệnh khuyết. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng. Từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số.
Dụng thần là tìm ra ngũ hành lá số thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Mão sinh mùa đông vào tháng Hợi Tý Sửu, mùa lạnh dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi Mão sinh tại tháng Tý rất là cố chấp, khó khuất phục, có thể đạt được những thành tựu lớn nhưng cũng có thể phá tài. Cần hỏa nên biết màu đỏ, tím, vàng, sậm, cam, hồng là hỏa. Trang sức đá vân đỏ hoặc là đá xanh lá vẫn được. Về động vật, nuôi chó là hỏa, ngựa là hỏa, mèo là mộc. Khi ăn uống, ăn đồ nướng, ăn lẩu, ăn thịt dê, thịt bò, sô-cô-la đều là hỏa. Trên cơ thể, phần đầu, mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp là nơi cực kỳ hỏa, tivi, lò vi ba, máy vi tính, các thiết bị điện đại diện cho hỏa, tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng về châu Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, thiết bị kỹ thuật số, đầu bếp, chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, các ngành nghề liên quan đến thể thao và các studio đều thuộc hỏa. Tuổi Mão sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, thường là mùa xuân dư mộc kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Mão sinh tại tháng Dần Mão vô cùng quân tử nghĩa hiệp, dễ bị gạt. Cần kim nên biết màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc đồng hồ tự động là vật trợ kim, càng đắt tiền càng tốt như Rolex, Hublot, kim cương. Về động vật, gà khỉ là kim. Ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn thịt gà là kim. Tổ yến cũng vậy. Đối với cơ thể, ba việc nhỏ khi thức dậy: đồng hồ báo thức nên hình tròn và có màu vàng, bước ra khỏi giường nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc đều thuộc kim, cạo râu nên cạo bằng dao cạo và nên cắt lông mũi. Đồ vật trong nhà, két sắt, máy lạnh, tủ lạnh, gương đều là kim. Trong nhà treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Ngành nghề thuộc kim: tài chính, kế toán, kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, máy móc, làm giám sát, quản lý cửa hàng kim hoàn, vàng bạc, công nghệ sản xuất phần cứng máy vi tính, kỹ thuật cơ khí, kinh doanh vật liệu kim khí, cơ điện, sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, trò chơi điện tử, bác sĩ, rất là nhiều kim. Tuổi Mão sinh mùa hè tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Mão sinh tại tháng Ngọ cực kỳ dư hỏa, tính cách rất là nóng nảy phát cuồng, cần thủy nên biết màu xanh dương, màu đen, trang sức vàng bạc đá quý màu xanh dương, màu đen, kim cương hoặc là thạch anh tóc đen. Động vật: chuột, cá, rồng, Mickey, dơi, Batman đều là thủy. Khi ăn uống, các loại cá, tất cả các loại thủy hải sản, cơm gà, tổ yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng, uống trà đá, uống bia đều là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên để trắng, nên đeo kính mát vì là người kỵ hỏa, kính mát sẽ trắng hỏa của ánh nắng mặt trời. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, gương là kim thủy, tránh để nhà bếp bừa bộn, hồ cá nhà vệ sinh đại diện cho thủy, treo một bức tranh về sông nước là tăng cường vận thủy. Ngành nghề thuộc thủy: spa, thẩm mỹ, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, nghề quảng cáo, văn phòng tư vấn, các nghề giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi Mão sinh tại tháng Thân Dậu rất là dư kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Mão sinh tại tháng Dậu cố chấp quân tử cao độ, cần mộc nên biết màu xanh lá là mộc, trang sức các loại đá quý có màu xanh lá, vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Động vật: thỏ, hổ, mèo, Kitty, Doraemon đều là mộc. Ăn uống: thích hợp ăn chay, ăn nấm, ăn rau xanh. Đối với cơ thể, râu, lông, tóc, máu đại diện cho mộc. Đồ vật trong nhà: kệ sách, ban công có cây cối, bàn làm việc nên có cây nhỏ, giường, đồ dùng nên dùng bằng gỗ, đội nón cũng là nạp mộc. Ngành nghề thuộc mộc:
làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành gỗ giấy, kinh doanh các mặt hàng gỗ, giấy, hoa, cây cảnh, chế tạo thảo dược, làm phim hoạt hình, hoạt động từ thiện, vật tư văn phòng, vật phẩm tế lễ, ngành quần áo, giày dép, xuất bản in ấn, công ty phát hành sách đều là mộc. Tuổi Mão sinh tháng Thìn Tuất Mùi, thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn có thể vào hai website hoặc kênh YouTube của tôi để tham khảo thêm. Vài mật mã liên quan đến tuổi Mão. Hoa cái tại Mùi, sinh năm Mão, trong lá số ở tháng ngày giờ có chữ Mùi là sao hoa cái. Hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, giàu tài hoa, tài năng nghệ thuật và thích triết học và tôn giáo. Nam có chu kỳ này tượng trưng cho uy quyền, nữ có chu kỳ này tượng trưng cho mạnh mẽ, có thể dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Tỵ, sinh năm Mão, trong cột tháng ngày giờ sinh ở lá số có chữ Tỵ là có sao dịch mã. Mã là tượng trưng cho thay đổi, biến động, di chuyển, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc là xuất ngoại. Nữ giới có nhiều dịch mã thì tâm bất an. Hàm Trì tại Tý, sinh năm Mão, trong lá số ở tháng ngày giờ sinh có chữ Tý là sao Hàm Trì, chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống. Đời người liên quan đến mật mã này rất là nhiều. Nếu bát tự có dụng thần là Hàm Trì, biểu thị người này có nhu cầu tình dục cao. Nếu Hàm Trì là kỵ thần, đại diện cho người này không hứng thú với tình dục. Đào hoa có ý nghĩa khá là rộng, ví dụ nhiều người để ý, tướng mạo đẹp, thông minh, lãng mạn, có cơ duyên gặp gỡ nhiều người, phù hợp cho ngành nghề dịch vụ. Sinh năm Mão, kỵ nhà ở hướng Dần, 52 đến 68 độ Đông Bắc, sẽ phạm phải vong thần, là một mật mã thị phi. Sinh năm Mão, gặp năm tháng ngày có chữ Tý là có sao Hồng Loan. Hồng Loan là đại diện chu kỳ kết hôn hoặc có tình yêu. Gặp năm tháng ngày có chữ Ngọ là có sao Thiên Hỷ. Nếu mà dụng thần là chuyện vui, kỵ thần là chuyện buồn. Phàm là con người, không nên mưu cầu nhiều số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm thái lạc quan, sống ôn hòa, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.